Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày vào mỗi buổi tối trên S Channel. Và trong ngày hôm nay 18 tháng 6 thì ngay bây giờ hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức nổi bật có trong ngày nhé. Bắt đầu từ ngày hôm nay 18 tháng 6 thì chương trình sale lớn nhất dịp nửa đầu năm của Lazada được mang tên là Sale Hè Rực Rỡ sẽ chính thức được bắt đầu, miễn phí vận chuyển và siêu sale lên tới 90% dành cho những sản phẩm yêu thích. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Cụ thể thì trong thời gian từ ngày 18 tháng 6 cho đến ngày 22 tháng 6 tới đây, khách hàng sẽ được hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn đến từ Lazada, bao gồm hàng hiệu ưu đãi lên tới 90% với sự góp mặt của hơn 1.000 thương hiệu, cơ hội trúng 300k mỗi ngày khi mời người thân và bạn bè tham gia trò chơi mới là săn 300k mỗi ngày của Lazada, voucher free ship cho mọi đơn hàng từ 49k. Các bạn có thể sưu tập voucher free ship bằng cách là chọn mã giảm giá tại trang chủ của Lazada hoặc là trang chính chiến dịch siêu hè rực rỡ và bấm cho vào ví để lưu voucher. Nếu như đơn hàng của bạn thỏa mãn điều kiện sử dụng thì hệ thống sẽ tự động áp dụng mã free ship cho đơn hàng của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về chiến dịch siêu hè rực rỡ của Lazada thì các bạn có thể truy cập vào đường link mà bọn mình sẽ để sẵn ở phần mô tả của video này nhé. Và hãy cùng S-Channel tận hưởng hàng loạt những ưu đãi bất ngờ đến từ Lazada nhé. Mới đây thì trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh nam ca sĩ Khắc Việt đã đứng trước một tòa chung cư cao cấp được cho là của Vũ Khắc Tiệp, và người cung cấp hình ảnh này cũng cho biết ca sĩ Khắc Việt đã tìm vào tận Sài Gòn để giải quyết mọi chuyện với ông bầu chân dài. Được biết thì cách đây vài tuần, mâu thuẫn giữa nam ca sĩ Khắc Việt và ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp đã làm dậy sóng showbiz Việt. Nguyên nhân xuất phát từ việc Vũ Khắc Tiệp đã khơi lại phát ngôn ngày nào của Khắc Việt về các nghệ sĩ thiếu ý thức trong ngày cách ly xã hội khi về từ nước ngoài. Ông bầu của Ngọc Trinh cho rằng chỉ có đàn bà mới đi đôi co qua lại trên mạng xã hội, và lập tức Khắc Việt đã nổi cơn lôi trên mạng xã hội và không chỉ xưng mày tao, anh còn đòi gặp Khắc Tiệp để ba mặt một lời. Tuy nhiên thì khi liên hệ với quản lý của Khắc Việt, anh lại cho rằng anh không hề biết về vụ việc này và anh sẽ gọi điện cho Khắc Việt để hỏi thực hư câu chuyện và truyền tải lại với công chúng. Hiện tại thì vụ việc đang nhận về rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ phía cộng đồng mạng. Mới đây thì người hâm mộ của KICM đã vô cùng tò mò trước chia sẻ của nam producer này về việc là anh sẽ có thể lập một nhóm nhạc mới trong tương lai. Cụ thể là trên Facebook cá nhân thì KICM đã đăng tải hình ảnh miệt mài làm việc cùng với dòng caption đang nghĩ ra một cái tên cho nhóm nhạc Liên Keng Ben được không các bà ki. Tuy nhiên thì với chia sẻ có phần nửa đùa nửa thật của KICM thì cũng chưa thể xác định được điều gì cả, bởi vì việc thành lập một nhóm nhạc thì không hề đơn giản tí nào, nhất là khi mà thị trường V-pop hầu như là hiếm có đất sống cho các brand nhạc. Thế nhưng mà người hâm mộ thì vẫn kỳ vọng sẽ có một thứ gì đó mới lạ và táo bạo hơn KICM thay vì cứ mãi ra mắt các sản phẩm kết hợp chung với một công thức. Gần đây thì KICM cũng đã xác nhận cho màn trở lại với sản phẩm tiếp theo của mình được mang tên Túy Họa. Tuy nhiên thì nhân vật kết hợp với KICM lần này vẫn còn là một bí mật mà theo tiết lộ từ chính chủ sẽ là một cái tên hoàn toàn mới. Với việc liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc trong thời gian ngắn thì KICM đang ngày càng khẳng định sự nghiêm túc của mình trong công việc, và có thể hiện tại KICM chưa thể lấy lại phong độ như trước kia. Thế nhưng mà chắc chắn với sự nỗ lực của mình thì anh chàng vẫn có thể có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thì một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào khuya ngày hôm qua 17 tháng 6 tại quốc lộ 18 thuộc huyện Hải Hà, Quảng Ninh. Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 tại km 256 700 trên quốc lộ 18 thuộc địa phận Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho 3 người tử vong. Chiếc xe container chạy hướng thành phố Móng Cái về thành phố Hạ Long đã va chạm với chiếc xe khách limousine 9 chỗ mang biển kiểm soát 79B02912 chạy ngược chiều. Vào sáng ngày hôm nay 18 tháng 6, ông Đỗ Đức Ngọc là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Minh đã cho biết tại hiện trường thì chiếc xe container đã đè bẹp chiếc xe khách và hậu quả tai nạn khiến cho 3 người ở trên xe khách tử vong, gồm tài xế và 2 hành khách trên xe. Hiện tại thì nguyên nhân vụ tai nạn này vẫn đang được phía công an điều tra và làm rõ. Sau tai nạn thì tài xế container đã bị thương nhẹ. Lãnh đạo công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông cùng với công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương để tổ chức cứu hộ, cứu nạn, điều tiết giao thông và điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này. Cục Cảnh sát Giao thông đã cử tổ công tác xuống hiện trường và phối hợp cùng với các lực lượng chức năng công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra vụ tai nạn theo đúng quy định. Đến khoảng 4 giờ 25 phút ngày hôm nay 18 tháng 6, công tác cứu hộ đã hoàn tất và 3 nạn nhân đã được đưa về bệnh viện Hải Hà. Xe container và xe limousine đã được đưa về để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra. Hiện tại thì đã xác định được danh tính của 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn này, bao gồm Hà Minh Trang 43 tuổi tại xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, Hoàng Minh Hà 39 tuổi tại thôn 1 xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, và Dương Văn Tú 44 tuổi tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, đều thuộc tỉnh Quảng Ninh. Sau khi những hình ảnh về thầy giáo 53 tuổi cưới học trò 21 tuổi ở miền Tây xuất hiện trên mạng xã hội thì hiện tại thầy giáo này đã thôi việc được một tuần và đang đối diện với án kỷ luật, có thể là sẽ phải buộc thôi việc.
Vào ngày 16 tháng 6 năm 2020, Ban lãnh đạo trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hiếu Nhơn thuộc huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long đã cho biết đơn vị này đang họp bàn để đề xuất hình thức kiểm điểm đối với thầy giáo có tên là NVT, 53 tuổi, dạy môn giáo dục công dân. Sau khi anh T ly hôn với vợ cũ rồi kết hôn với người học trò kém hơn mình 30 tuổi thì bỗng dưng nghỉ dạy không lý do. Hiện tại thì nhà trường đang xem xét và đề nghị kỷ luật anh T về việc nghỉ dạy không lý do. Còn việc quan hệ với phụ nữ khác khi đang có gia đình riêng thì cơ quan cấp trên sẽ vào cuộc để xử lý. Một lãnh đạo của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hiếu Nhơn đã chia sẻ như vậy. Trước đó thì trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết và hình ảnh về ông VT đã đính hôn với cô gái được cho là mới 21 tuổi có tên là TPN, học trò cũ của ông T, và kèm theo nhiều ý kiến trái chiều khác. Qua tìm hiểu thì ông T đã có vợ và hai con, nhưng vợ chồng ông đã chính thức ly hôn từ ngày 17 tháng 4 năm 2020, còn cô gái thì hiện đang là sinh viên. Theo như bà D là vợ cũ của ông T đã cho biết, những hình ảnh trên thì tôi mới chỉ vừa được biết trong thời gian gần đây vì tôi không sử dụng mạng xã hội Facebook. Anh T có biểu hiện lạ từ trước Tết Nguyên đán hay bỏ bê gia đình nên là tôi đã làm đơn ly dị gửi ra tòa. Sau đó thì anh T cũng đi khỏi nhà, không liên lạc được, và đến ngày ký đơn là ngày 17 tháng 4 năm 2020 thì anh mới đến ký đơn rồi bạt vô âm tín luôn. Bà D cũng cho biết thêm, bà vô cùng bất ngờ trước thông tin về ông T và cô gái kia đã đính hôn với nhau vào ngày 1 tháng 12 năm 2019. Nhưng mà từ lúc ký đơn thì bà và ông T không còn liên lạc gì với nhau nữa. Mới đây vụ việc con dâu mắc nợ khiến cho cha mẹ già phải bỏ nhà mặt phố vì những người lạ thường xuyên đến để ném chất bẩn và gây sức ép để đòi nợ. Hiện tại thì câu chuyện đang thu hút về rất nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Và sáng ngày hôm nay 18 tháng 6, theo ghi nhận trước khu vực nhà số 47A đường Láng thuộc phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa vẫn đang trong tình trạng bốc mùi hôi thối nồng nặc rất khó chịu. Nhiều vết sơn và chất bẩn đang bám trên tường và khu vực lối đi chung. Hàng xóm đã cho biết ngôi nhà số 47A của hai ông bà đã lớn tuổi, bán hàng ăn, và tuy nhiên khoảng hơn nửa năm nay thì ngôi nhà này liên tục bị những người lạ mặt ném chất bẩn và gây sức ép để đòi nợ, khiến cho chủ nhà không thể chịu nổi nên đã bỏ đi. Người dân chúng tôi ở đây rất hoang mang vì những kẻ lạ mặt đến ném chất bẩn có thể nguy hại đến sức khỏe, hoặc là không đề phòng thì rất có thể mình cũng sẽ bị lĩnh luôn những túi chất bẩn này vào người. Dù cho chủ nhà không còn ở đây nhưng mà những người lạ này thì vẫn không ngừng việc ném chất bẩn và gây ảnh hưởng đến những ngôi nhà xung quanh, nên là hàng xóm đã phải báo đến cơ quan chức năng về vụ việc này. Một người trong nhà đã cho biết con dâu nợ của rất nhiều nhóm khác nhau và nhiều lần anh em đã phải đứng ra để gánh cho, tuy nhiên thì vẫn không thể giải quyết hết được. Do bị chủ nợ gây sức ép nên là con dâu và con trai mỗi người một phương, gia đình bây giờ không biết làm cách nào. Thậm chí là gần đây chủ nợ còn tìm đến tận nhà những người quen trong gia đình để ném chất bẩn giống như chỗ này. Nhiều hàng xóm đã cho biết ngày hôm nay thì họ sẽ làm đơn để gửi đến các phía cơ quan chức năng để can thiệp và giữ gìn an ninh trật tự và ổn định cuộc sống. Và tối ngày hôm qua 17 tháng 6, trên các diễn đàn mạng xã hội đã bất ngờ xuất hiện một tài khoản tự nhận là nhân viên của Shopee và đã bắt nhân viên giao hàng đợi 30 phút mới được lấy hàng. Và hiện tại thì thông tin này đang khiến cho nhiều người không khỏi bức xúc. Cụ thể là một bài đăng xuất hiện trên một nhóm kín trên Facebook với nội dung đeo thẻ nhân viên Shopee mà cứ ngỡ là chủ tịch tập đoàn đã thu hút về rất nhiều tranh luận. Bài đăng bao gồm ảnh chụp màn hình dòng trạng thái của tài khoản Facebook có tên là Quy, người được cho là nhân viên của Shopee. Bài viết trên sau khi được đăng tải đã bị cộng đồng phản ứng rất dữ dội. Nhiều tài khoản đã cho rằng việc để shipper chờ đợi 30 phút để giao hàng như vậy chính là một hành vi kém văn minh. Một số người dùng thì lại xoáy sâu vào ý đeo thẻ Shopee nhưng vẫn bị shipper dằn mặt. Thậm chí là nhiều người đã kêu gọi nhau để tấn công tài khoản cá nhân của Quy và fanpage của Shopee. Nhiều tài khoản còn đăng lại hình ảnh chụp màn hình, bài viết của tài khoản Quy và kèm theo bình luận yêu cầu Shopee phải chấn chỉnh nhân viên. Cho tới thời điểm hiện tại thì rất nhiều bình luận tiêu cực trên trang fanpage của Shopee đã biến mất, và cho đến sáng ngày hôm nay 18 tháng 6 thì tài khoản Quy đã đăng bài xin lỗi công khai trên trang cá nhân của mình. Theo đó thì người này tự nhận là nhân viên của Shopee và xin được gửi lời xin lỗi đến bạn shipper và đến mọi người vì đã chịu ảnh hưởng, đồng thời hy vọng rằng mọi người có thể cho cơ hội để bản thân có thể sửa sai. Trả lời về vụ việc này thì Shopee cho biết rất tiếc vì lỗi cá nhân của nhân viên vì đã có hành vi giao tiếp không phù hợp với đối tác vận chuyển, và hiện tại thì đội ngũ của Shopee đã nhanh chóng tiến hành các bước xác minh thông tin nội bộ và làm rõ sự việc này. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật có trong gặp nhau cuối ngày 18 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.